Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để theo dõi phần 2 của chương trình Những vấn đề Việt Nam trong cái tuần này. Thưa quý vị, tôi xin tiếp tục thư chuyện với quý vị về những cái lời tuyên bố mà tôi cho rằng là rất nghiêm trọng của cái ông Vũ Văn Phúc, tổng biên tập tạp chí Cộng sản trong cái cơ hội nghị ngày hôm qua 27 tháng 12 tại Hà Nội. Thưa quý vị, ông ấy nói tiếp như sau. Một số cán bộ đảng viên trong đó có người trước đây từng giữ cương vị trọng trách trong các cơ quan đảng, chính quyền có những ý kiến lệch lạc, đòi đa nguyên đa đảng, phủ nhận những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, cộng tác với thế lực thù địch phản bội lại lợi ích dân tộc. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên một viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai tố cáo có những người ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã hợp tác với các cái thế lực được gọi là thế lực thù địch bên ngoài. Thật sự ra, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không có thể hình dung được những cái lực lượng thù địch đó là thù địch ai. Và từ đầu đến, họ chỉ có tố cáo những người, những cái lực lượng của người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như một số người Việt Nam và các nhà trí thức trong nước đã quay đầu trở lại chống đối đường lối cai trị họ cho rằng là không có hợp thời nữa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vì vậy, tất cả những người ở trong nước cũng như những lực lượng của người Việt Nam ở hải ngoại chống đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề nhân quyền, về vấn đề bất lực của họ trước đàn áp của Trung Cộng ở tại Biển Đông cũng như trên đất liền. Vì vậy, người ta đã quay mũi rùi, người ta gọi tất cả những người đó là những cái thành phần được gọi là lực lượng thù địch. Và vì vậy, cho nên bây giờ cái ông Vũ Văn Phúc này đã cáo giác là có những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã hợp tác với những cái lực lượng thù địch đó để quay lưng lại chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, đây là một cái vấn đề hết sức nghiêm trọng mà một viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam là một người tổng biên tập của tạp chí Cộng sản, tức là một người coi về vấn đề lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố tố cáo vấn đề đó. Và ông ta nói thêm như thế này thưa quý vị. Tình trạng này chính là một biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thưa quý vị, ông ấy cũng có nói tiếp thêm là qua thực tiễn sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu cơ bản do không ngăn chặn kịp thời nguy cơ tự diễn biến dẫn tới tự chuyển hóa chế độ chính trị. Và ông ấy nhấn mạnh bài học này cho thấy nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời sẽ là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, đấy là cái vấn đề rất nghiêm trọng, tôi xin lặp lại, rất nghiêm trọng mà lần đầu tiên có một cuộc hội thảo công khai tại Hà Nội mà các viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải thừa nhận, đã phải nhìn nhận là họ đang thất bại trong cái vấn đề kiểm soát tư tưởng của đảng viên cũng như không nắm vững tình hình chuyển hướng của chính đảng viên chính trong nội bộ của họ chứ không phải là ở trong nhân dân đối với nhân dân thì thật sự ra bây giờ người ta không còn tin tưởng vào đường lối của đảng cộng sản việt nam nữa người ta không còn tin tưởng vào những lời hứa hẹn của đảng cộng sản việt nam cũng như của các viên chức của đảng cộng sản việt nam đặc biệt là vì vấn đề chống tham nhũng cũng như là về vấn đề được gọi là kiểm điểm và xây dựng đảng họ không còn tin tưởng là cái nghị quyết trung ương 4 có thể thành công. Nghị quyết trung ương 4 đó thưa quý vị, thực chất sau tiếp theo sau cái hội nghị trung ương 6 đã trở thành một cái tờ một cái đám giấy vụn không còn ai để ý đến nữa là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam hứa làm và đã không làm và cái ban chấp hành trung ương Đảng Việt Nam cũng như tất cả các ban bí thư đảng ở tại địa phương chỉ có biết một điều là xin lỗi nhân dân trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sau khi không bị kỷ luật tại cái hội nghị Trung ương 6 thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đọc một bài diễn văn tại Quốc hội và đã xin lỗi nhận lỗi trước nhân dân, trước đảng và hứa sẽ làm tốt hơn cái nhiệm vụ của ông ta. Thật sự thưa quý vị, tất cả những cái lời hứa hẹn này nó trở thành một cái chuyện rất là khôi hại và người dân không còn tin tưởng nữa. Và tiếp theo đó thưa quý vị, một người nữa thảo luận ở trong cái hội nghị này là ông nhà báo Hữu Thọ. Ông Hữu Thọ là một người trước đây như tôi nói hồi đầu là ông ấy là trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương cũng như là bây giờ người ta gọi là ban tuyên giáo trung ương là một người lãnh đạo vấn đề tư tưởng trong Đảng trong nhiều năm là một người rất nổi tiếng là một nhà báo rất nổi tiếng ở Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ ông về hưu rồi nhưng mà tiếng nói của ông ta vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam và thưa quý vị ông ta đã phê bình như thế này Chất lượng đảng viên hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam từng giữ cương vị cao trong đảng, đảng viên lãnh lão thành này cho rằng trong đội ngũ đảng viên không ít người né tránh, chọn cách ngập miệng, chọn thái độ im lặng trước các biểu hiện suy thoái xuống cấp. Và ông ta cũng đặt vấn đề như thế này. Là về quy trình cũng như cơ chế cơ chế kiểm tra giám sát của người dân và đảng viên khi có những vấn đề hệ trọng của đất nước mà đảng viên người dân không được hỏi ý kiến. Thưa quý vị, cái điều này không mới lạ gì. Mặc dù là ở trong hiến pháp cũng như trong luật pháp đều nói rằng người dân có quyền kiểm soát nhà nước, kiểm soát cán bộ và cái cơ chế được đảng trao cái nhiệm vụ này không ai khác hơn là cái mặt trận tổ quốc cũng như là quốc hội. Đáng tiếc là hai cái tổ chức này trở thành những cái tổ chức bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam và đã không làm tròn cái nhiệm vụ được gọi là giám sát và kiểm tra chính phủ. Vì vậy cho nên cái vấn đề tham nhũng thối nát cũng vấn đề suy thoái tư tưởng trong Đảng, chạy chức, chạy quyền, mua bằng giả, tạo ra những cái âm mưu để mà cạnh tranh đất đai, chiếm đất của dân buôn bán để mà lấy tiền bỏ túi tràn lan trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng thưa quý vị, đã xảy ra những vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vương mà sau đó đến vụ Văn Giang và tiếp theo đến vụ vận vụ Vũ Bản ở Nam Định và tất cả những cái vụ dân khiếu kiện đều đã làm cho người dân mất tin tưởng trong Đảng là bởi vì Đảng chưa hứa và không có giải quyết vấn đề đó. Và thưa quý vị, một cái người thứ ba mà có Nói cái tiếng nói rất mạnh trong cái vấn đề suy thoái tư tưởng trong đảng ở trong cái hội nghị này Là ông Vũ Hải Triều là ông trung tướng, phó tổng cục trưởng, tổng cục an ninh 2 Bộ Công an Thưa quý vị, cái tổng cục 2 này là chuyên về vấn đề tình báo trong đảng Cộng sản Việt Nam Và ông ta nói rằng Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa chủ yếu là công việc nội bộ Không ai hiểu mình bằng chính mình Ta phòng ta, chống ta là chính chứ địch chỉ là một phần một phần thôi thưa quý vị cái điều đó có nghĩa là cái ảnh hưởng của bên ngoài cái điều mà đảng cộng sản việt nam vẫn tố cáo vẫn lên tiếng la làng là do các thế lực ở bên ngoài cũng như là các diễn biến hòa bình ở bên ngoài đã suối bày đảng cộng sản việt nam hay là xuyên tạc những cái việc làm của cán bộ đảng cộng sản việt nam thì chính cái miệng ông vũ hải triều này đã bác bỏ cái điều đó và ông ta nói rằng cái vấn đề tự diễn biến tự chuyển hóa là của chúng ta chứ không phải là của những cái ông ta nói rằng là cái vấn đề thô địch ở bên ngoài cái vấn đề địch ở bên ngoài chỉ là một phần mà thôi thì điều đó cho thấy rằng là cái lỗi là lỗi chính người cộng sản gây ra và do chính người cộng sản tạo ra những cái hố sâu đó để mà tự chôn mình chứ không phải là do địch hay là do những cái thế lực thù địch nào thì đấy là những cái lời xác nhận của cái ông Vũ Hải Triều trong cái lời trong cái buổi họp đó thưa quý vị và thưa quý vị là ông ấy cũng nói thêm là cái vấn đề này là cũng là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng và cái người thứ ba cũng thảo luận một người thứ bốn thảo luận trong cái vấn đề này là bà Nguyễn Phương Nga bà này trước đây là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong nhiều năm bây giờ giữ vai trò thứ trưởng và bà ấy đã lên án nguyên văn như sau, bà ấy nói rằng các thế lực bên ngoài đang tung nhiều thông tin sai lệch nhằm tạo sự đối lập giữa Đảng và nhân dân. Bà uh, Nguyễn Phương Nga cũng nói như sau. Đây là một nguy cơ có thật chứ không phải là ta tự hoên hoặc thưa thưa quý vị, cái điều này cái bà Nguyễn Phương Nga này xác nhận là cái tình trạng suy thoái tư tưởng trong Đảng cái vấn đề cán bộ đảng viên mất tinh thần từ họ không còn tin tưởng vào đảng từ họ tự chuyển hóa quay lưng lại với đảng chống đảng và đã phê bình chủ nghĩa cộng sản cũng như là phê bình chính sách của nhà nước và đã công khai thảo luận vấn đề cần phải đa nguyên đa đảng không để cho đảng cộng sản việt nam độc quyền cai trị đất nước như hiện nay đấy bà ta nói rằng đây là cái vấn đề có thật chứ không phải là huyễn hoặc thì đấy là cái sự xác nhận mà tôi cho rằng là rất là nghiêm trọng. Thứ hai mà tôi nhận tôi tôi nhận xét được trong cái cuộc hội thảo ngày hôm qua ngày 27 tháng 12 tại Hà Nội. Bà ấy cũng có nói rằng các thế lực chống đối phá hoại từ bên ngoài đang tung ra rất nhiều thông tin sai lệch về Việt Nam nhằm mục tiêu tạo nên sự đối lập giữa đảng với nhân dân làm xói mòn niềm tin của người dân và ở bài cũng yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam là các cơ quan công quyền nói chung và lĩnh vực đối ngoại nói riêng cần chủ động cung cấp thông tin một cách minh bạch rõ ràng. Thưa quý vị, đây là cái vấn đề mà bà Nguyễn Phương Nga đã nói rằng chính vì Đảng Cộng sản Việt Nam không có cung cấp thông tin một cách rõ ràng, thường che giấu thông tin đã gây ra cái sự ngờ vực cho người dân và đã tạo vũ khí cho những lực lượng chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam từ bên ngoài để mà chia rẽ nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật sự, cái điều tố cáo của bà Nguyễn Phương Nga không có gì mới lạ. Người dân ở trong nước không còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam là bởi vì chính Đảng Cộng sản Việt Nam, chính lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói một đường làm một nẻo. Thí dụ như cái vấn đề chống người dân biểu tình, chống Trung Quốc, Tại sao lại chống người dân biểu tình chống Trung Quốc khi người ta muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước? Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam đi chống và bắt bỏ tù những người đó? Phải chăng đã có những cái phần tử làm tay sai cho Trung Quốc trong cái vấn đề biên đảo ở Việt Nam? Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.